Những ngày gần đây tại tỉnh Đồng Nai, thời tiết nắng nóng kèm theo gió lốc lớn đã làm cho bụi từ các đại công trình thi công san lấp mặt bằng xây dựng cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành phát tán trên diện rộng, gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và cuộc sống của hàng ngàn hộ dân sống quanh tại công trình. Tại một dự án san lấp mặt bằng sân bay quốc tế Long Thành, mặc dù trời gió không quá lớn, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua, bụi từ mặt nền sẽ khuếch tán lên thành cột lớp bụi cao hàng chục mét phát tán ra môi trường. Theo người dân sống tại các xã xung quanh khu vực sân bay như Bình Sơn, Lộc An, Cẩm Đường, Long An, quanh khu vực sân bay cách xa hàng chục cây số, nhưng người dân vẫn dễ dàng nhìn thấy những cột lốc xoáy tạo thành một vùng trời màu đỏ quạch phát tán lên cao cùng với sự khắc nghiệt của những ngày gần đây trời nắng nóng kèm những cơn gió lớn khiến tình trạng ô nhiễm bụi gia tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gây xáo trộn cuộc sống người dân có thể thấy nhiều nhà dân trụ sở cơ quan nhà nước trường học hàng quán của người dân bị ảnh hưởng bởi bụi nhiều nắp nhà bị bụi bám vào tạo thành màu đỏ sậm bầu trời phía trên mờ ảo như sương mù đại diện đơn vị thi công cho biết Hiện phần lớn mặt bằng sân bay đã bóc xong, lớp mặt tầng phủ để lộ ra lớp đất rất mịn và mỗi lần có gió là cuốn theo bụi lên cao, phát tán ra môi trường. Mặc dù đơn vị thi công đã tăng số xe tưới nước từ 40 xe lên 60 xe, nhưng cũng chỉ xử lý phần nào bụi không thể triệt để. Sáng 31 tháng 3, ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết, hàng ngày khối lượng đào đắp trên công trường là rất lớn, nên khi gió cuộn, bụi bị phát tán, ra ngoài, gây ảnh hưởng đến người dân. Trên thực tế, công trường hiện đang có trên 2.000 đầu máy móc hoạt động suốt ngày đêm, nên khó kiểm soát được lượng bụi. Cũng theo lãnh đạo ACV, trước đây vùng đất đỏ khi chưa bị bóc tầng phụ đỡ phát sinh bụi. Nhưng sau này khi thi công, máy móc đã bóc lớp cỏ trên mặt nên lớp đất đỏ ngoi lên, gió cuộn là bụi bay mù mịt Hiện nếu không làm gì, chỉ xe chạy cũng đã phát sinh bụi. Bên cạnh đó, ông Bình cho biết những khó khăn gặp phải Vấn đề tưới nước cũng khá khó khăn vì đơn giá định mức đưa ra số lượng ít, nhưng các nhà thầu đã huy động xe tưới nước vượt cả cho phép. Công trường đang có 50 đầu xe tưới nước chạy liên tục, song mặt bằng lớn quá dẫn đến lượng nước tưới xuống cũng như muối bỏ bể. Xe tưới nước vừa qua, xe ben chạy tới sẽ lại khô trở lại, nước tưới không đủ. Chúng tôi cũng đã tìm mọi cách khắc phục hạn chế bụi và ngày tới sẽ huy động thêm một số xe cứu hỏa ở các sân bay về hỗ trợ tưới nước. Theo dự kiến đến cuối tháng 5, các hạng mục chính cơ bản thi công xong, cộng thêm mùa mưa tới, tình trạng bụi mới có thể được khắc phục. Hiện tại chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thi công tăng việc tưới nước và thời gian tưới nước, đồng thời quy hoạch lại các con đường vận chuyển để cho việc tưới nước được hiệu quả. Dự kiến đến cuối tháng 4, việc săn lấp sẽ đạt khoảng 80%, khi đó bụi sẽ tiết giảm. Chắc chắn sẽ không ai mong muốn những cơn bão bụi đỏ này xảy ra, bởi ngoài việc ảnh hưởng lớn tới môi trường sống mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân sống xung quanh. Như đã cam kết tiến độ đến cuối tháng 5 sẽ hoàn tất các hạng mục, liệu tình trạng bụi đó có còn tiếp diễn, người dân sống quanh sân bay Long Thành có tiếp tục kêu cứu. Những tin tức mới nhất về vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.